Vâng, xin chào các bác đến với kênh Như Xe Đạp. Và hôm nay em lại tiếp tục giới thiệu các bác một mẫu xe Nhật bãi, nhưng mà thị trường Mỹ, thương hiệu Mỹ, McLean California. Đấy, sản xuất tại bang California, các biết, bác biết là rất là tên tuổi rồi. Màu xanh ngọc, rất là nổi bật. Em đánh giá tổng thể cái khung bình xe, màu sơn cũng rất là đẹp các bác nhé. Có thể nói là tầm 90%. Đây, em đi tổng thể khung bình cho bác xem. Cũng có rất nhiều các bác hỏi em về cái dòng xe McLean này rồi, thương hiệu Mỹ rồi. Nhưng hôm nay em mới về được một chiếc chọn lọc qua, thì cũng một chiếc rất là đẹp, em ưng ý. Đấy, các bác có thể thấy rõ xe nước sơn vẫn còn khá là đẹp nhá. Màu xanh, xanh ngọc nhưng mà nó hơi ra trời đậm đậm một chút, rất là lạ mắt. Xe có khung kim nhôm size 19 inch, size M, tức là thích hợp có cao bác bắt cao từ 1m68 trên 1m765. Xe còn nguyên bản đấy bác này. Xe về mới em chưa lau chùi gì, có nữa vẫn còn bụi xe. Đây bác nhìn từ cái chi tiết nhỏ một đây, từ cái cốt yên đến cái cài yên cũng là của thao xe đây. Yên xe cũng nguyên bản này, Nhật bãi này, McLean thương hiệu dập nổi, hình chữ M bên trên, trên là ngôi sao California. Yên có chỗ này có vết rách đây, nhưng mà bên kia người ta dính lớp băng dính vào, nhưng em vẫn để nguyên khung bọc yên, bởi vì bên yên vẫn còn là xe nguyên bản. Có bác nào mua về thì ra hàng thợ người ta chắc bán cái này vào thì để xe còn đẹp tốt hơn. Rồi, cổ và cổ phốt cũng là chính hãng các bác nhá. McLean này, biểu tượng ngôi sao. Đấy bác nhìn ra đây, từ những chi tiết nhỏ theo xe luôn, chính hãng của xe, nguyên bản, thương hiệu Mỹ. Các bác có thể lên trên mạng để tham khảo thêm về cái dòng xe McLean thương hiệu Mỹ này tại thị trường Nhật. Xe được sử dụng cấu hình Shimano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tầng lip. Shimano 8 tầng lip, tay lắm cao su, chính hãng theo xe luôn. Hầu như con xe này là em về là nguyên bản 100%. Đây, cổ vốt cũng của McLean luôn này, thương hiệu của nó, thương hiệu Mỹ McLean đây, các bác nhìn rõ ấy. Bên này là đĩa, 3 tầng đĩa. Đằng trước có logo nổi, biểu tượng cho độc lập tự do, chữ M, ngôi sao, sáng của Mỹ. Bằng hợp kim nhôm, nổi, đấy, vẫn còn nguyên cho xe. Cấu hình phanh Vectro, càng xe cũng bỏ McLean luôn. Đây bác nhìn đây, từ cái may ơ cũng là của theo chính hãng theo xe luôn bác nhé. May ơ McLean này, nó hơi lóa thì em quay cho bác nhìn rõ hơn. Đấy, McLean đấy, vành cặp của McLean luôn này, lốp nguyên bản theo xe. Xe mới về đâm ra vẫn còn bụi bẩn, em chưa thể ăn lau chùi. Xe có bộ hoạt động đằng sau xe này cũng nguyên bản theo xe McLean, các bác nhìn rõ nhá. Sử dụng ủ đề Thule Shimano 8 tầng lip, 3 đĩa cho bộ hoạt động 824 tốc độ. Đây là các bác nhìn đây, còn nguyên tem theo xe đây, bên thị trường Nhật Bản này, thông số này vẫn còn nguyên tem đỏ. Xe bãi mà còn như gần như là mới tuyệt đối, xe rất là đẹp. Đùi đĩa của Shimano săn tua đấy, màu xanh, hầu như xe 100% nguyên bản, tất cả loại phụ tùng chi tiết nhỏ theo xe hết. Có cái bàn đạp thì em bỏ ra rồi, chưa lắp được vào. Control Mazda Marek
thương hiệu Mỹ Bakelite rất là nổi tiếng, các bác có thể lên trên mạng để tham khảo thêm về cái dòng thương hiệu Mỹ này. Xe còn rất là đẹp, hầu như từng chi tiết nhỏ theo xe là còn nguyên bản, dòng Nhật bãi. Xe có giá bên em là rất là tốt nhé, 6 triệu các bác sở hữu một chiếc xe Nhật bãi đẹp. Em đánh giá khoảng tầm xe này trên khoảng tầm là 90%, rất là đẹp và mới. Mời các bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943. Xe 6 triệu bên em bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Và các bác lên YouTube tìm kênh Kiên Xe Đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Và hẹn các bác vào chương ngày mai.